Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 18. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm cây giả bộp của Mam-rê, đang khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày. Áp-ra-ham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sắp mình xuống đất và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tới Chúa, đừng bỏ đi luôn. Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây này. Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường. Vì cớ ấy nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng: Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói. Đoạn Abraham lật đật vào trại đến cùng Sarah mà rằng: Hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi rồi làm bánh nhỏ. Abraham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn, rồi lấy mỡ sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong dọn ngay trước mặt các đấng, còn người thì đứng hầu trước mặt dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn. Các đấng hỏi Abraham rằng: Sarah vợ ngươi ở đâu? Đáp rằng: Kìa, nàng ở trong trại kia. Một đấng nói rằng: Trong độ một năm nữa ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó Sarah vợ ngươi sẽ có một con trai. Sarah ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó nghe các lời này. Và Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao. Sarah không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Sarah cười thầm mà rằng: Già như tôi thế này dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Đức Giê-hô-va phán hỏi Abraham rằng: Cớ sao Sarah cười như vậy mà rằng: Có quả thật rằng tôi già đến thế này lại còn sinh sản chăng? Há có điều chí Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sarah sẽ có một con trai. Vì Sarah sợ nên chối mà thưa rằng: Tôi có cười đâu. Nhưng Ngài phán rằng: Thật, ngươi có cười đó. Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía Sodom. Abraham cũng theo để tiễn bước các đấng. Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thịnh. Các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người, đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng? Nếu chẳng thật thì ta sẽ biết. Vậy các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sodom, nhưng Abraham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Abraham lại gần và thưa rằng: Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Ngộ trong thành có 50 người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ 50 người công bình ở trong sao? Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác, đến đổi kẻ người công bình cũng như người độc ác? Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ. Đấng đoán xét toàn thế gian há lại không làm sự công bình sao? Đức Giê-hô-va phán rằng: Nếu ta tìm được trong Sodom 50 người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó, ta sẽ tha hết cả thành. Abraham lại thưa rằng: Mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa. Hoặc trong 50 người công bình rủi thiếu hết năm, vì cớ 5 người thiếu, Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng: Nếu ta tìm được có 45 người, ta chẳng diệt thành đâu. Abraham cứ thưa rằng: Ngộ trong thành chỉ có 40 người công bình thì sẽ ra sao? Ngài phán rằng:
ta sẽ chẳng diệt đâu vì tình thương 40 này. Abraham tiếp: Tôi xin Chúa đừng giận thì tôi sẽ thưa. Ngộ trong đó chỉ có 30 người thì sẽ ra sao? Ngài phán: Nếu ta tìm trong đó có 30 người thì ta chẳng diệt đâu. Abraham thưa rằng: Tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa. Nếu chỉ có 20 người thì lại làm sao? Ngài rằng: Vì tình thương 20 người đó, ta sẽ chẳng diệt thành đâu. Abraham lại thưa: Xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần này nữa. Còn ngộ chỉ có 10 người thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng: Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu vì tình thương 10 người đó. Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Abraham thì Ngài ngự đi, còn Abraham trở về trại mình. Chương 19. Lối chiều, hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó, Lót đang ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất. Người thưa rằng: Này, lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng: Không, đêm này ta sẽ ở ngoài đường. Nhưng Lót cố mời, cho đến đổi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dâng một bữa tiệc, làm bánh không men, và hai thiên sứ bèn dùng tiệc. Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sodom, từ trẻ đến già, tất cả dân, đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: Những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa rồi đóng cửa lại và nói cùng họ rằng: Này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đi, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng. Tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia. Vì cớ đó nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. Bọn dân chúng nói rằng: Ngươi hãy tránh chỗ khác. Lại tiếp rằng: Người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy thôi, chúng ta sẽ đãi ngươi bạc tệ hơn hai khách kia. Đoạn họ lấn ép Lót mạnh quá và tràn đến đặng phá cửa. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra đem Lót vào nhà và đóng cửa lại. Đoạn hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều quán lòa mắt, cho đến đổi tìm cửa mệt mà không được. Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng: Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng: Hãy trỗi dậy đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: Hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng? Nhưng Lót lần lửa. Vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành. Và khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng. Hãy chạy trốn lên núi, kẻ phải bỏ mình chăng? Lót đáp lại rằng: Lạy Chúa, không được. Này, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa. Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu trọn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp, trước khi tai nạn đến thì tôi phải chết. Kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần, đặng tôi có thế ẩn mình. Ôi, chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu trọn sự sống tôi. Thành này há chẳng phải nhỏ sao? Thiên sứ phán rằng: Đây, ta ban ơn này cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu. Mau mau, hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy nên người ta gọi tên thành này là Soa. Khi mặt trời mọc lên khỏi đất thì Lót vào đến thành Soa. Đoạn
Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm sinh và lửa từ nơi Ngài trên trời sa xuống Sodom và Gô-mô-rơ, hủy diệt hai thành này, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối. Abraham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Giê-hô-va, ngó về hướng Sodom và Gô-mô-rơ cùng khắp xứ ở đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói như khói của một lò lửa lớn. Và khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Abraham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó. Lót ở Xoa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi, ở trong một hang đá kia. Cô lớn nói cùng em mình rằng, cha ta đã già, mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. Hè, chúng ta hãy phục rượu cho cha và lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng phục rượu cho cha mình. Nàng lớn đến nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Qua ngày mai, chị nói cùng em rằng, này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi. Hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng lại phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Vậy, hai con gái của Lót do nơi cha mình mà thọ thai. Nàng lớn sinh được một con trai, đặt tên là Mô-áp, ấy là tổ phụ của dân Mô-áp đến bây giờ. Người em cũng sinh đặng một con trai, đặt tên là Ben-Ammi, ấy là tổ phụ của dân Am-môn đến bây giờ. Chương 9. Bây giờ, Sao-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm, xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Sa-lơ đang đi đường gần đến thành Đa Mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: hỡi Sa-lơ, Sa-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại, sững sờ, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Sa-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa Mách. Người ở đó trong 3 ngày, chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Và tại Đa Mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: hỡi Anania. Người thưa rằng: lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sa-lơ, người Tạc Sơ, ở nhà Giu-đa, vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anania bước vào, đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Anania thưa rằng: lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng: hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Anania bèn đi vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sa-lơ mà nói rằng: hỡi anh Sa-lơ, Chúa là Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh.
Tức thì có cái chi như cái vải từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt, rồi chờ dậy và chịu phép báp têm. Khi người ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại. Sao-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa Mách. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng, há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Giê-ru-sa-lem những kẻ cầu khẩn danh này, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Còn Sao-lơ lần lần càng thêm vững chí, bắt bẻ những người Giu-đa ở tại thành Đa-mách mà nói rõ rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sao-lơ. Nhưng có người báo tin cho Sao-lơ về cơ mưu chúng nó. Người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm đặng giết Sao-lơ. Xong lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành. Sao-lơ tới thành Giê-ru-sa-lem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạng về danh Đức Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách. Từ đó, Sao-lơ tới lui với môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem và nhân danh Chúa mà nói cách dạng dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hellenist, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người. Các anh em hay điều đó thì đem người đến thành Cesare và sai đi đất Tạc Sơ. Ấy vậy, hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa. Lại nhờ Đức Thánh Linh vùi giúp thì số của hội được thêm lên. Và Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các thánh đồ ở tại thành Lida. Tại đó, Phi-e-rơ gặp một người đau bại tên là Ê-nê, nằm trên giường đã 8 năm rồi. Phi-e-rơ nói với người rằng, hỡi Ê-nê, Đức Chúa Giê-xu Christ chữa cho ngươi được lành. Hãy chờ dậy, dọn dẹp lấy giường ngươi. Tức thì người vùng chờ dậy. Hết thảy dân ở Lida và Sa-rôn thấy vậy đều trở về cùng Chúa. Tại thành Giô-bê, trong đám môn đồ có một người đàn bà tên là Tabitha, nghĩa là Đô-ca, người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Trong lúc đó, người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người rồi để yên trong một phòng cao. Môn đồ nghe Phi-e-rơ đang ở tại Lida gần thành Giô-bê, bèn sai hai người đi mời người đến, chớ chậm trễ. Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao. Hết thảy các đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc và giơ cho người xem bao nhiêu áo sống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình, đã may cho. Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quỳ gối mà cầu nguyện, đoạn xây lại với xác mà rằng, hỡi Tabitha, hãy chờ dậy. Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ bèn ngồi dậy liền. Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy, đoạn gọi các thánh đồ và đàn bà quá đến cho họ thấy người sống. Việc đó đồn ra khắp thành Giô-bê nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phi-e-rơ ở lại thành Giô-bê nhiều ngày tại nhà người thợ thuộc gia tên là Si-môn. Chương 10. Trong thành Cesare có một người tên là Cọt-nây, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng, hỡi Cọt-nây. Đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng, lạy Chúa có việc chi? Thiên sứ nói, lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và Ngài đã ghi nhớ lấy. Vậy bây giờ hãy sai người đến thành Giô-bê, mời Si-môn nào đó cũng gọi là Phi-e-rơ. Người hiện trọ nơi Si-môn là thợ thuộc gia, nhà ở gần biển. Khi thiên sứ là đấng truyền cho người đã trở lui,
thì Cọt-nây gọi hai người trong đám đầy tớ mình và một tên lính tin kính trong những lính thuộc về mình mà thuật lại mọi điều cho họ nghe, rồi sai đến thành Giô-bê. Bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu, Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn. Khi người ta đương dọn cho ăn thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra và có vật chi giống một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất. Thấy trong đó có những thú bốn cẳng đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng: hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, chẳng vậy, vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dái, chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dơ dái. Lời đó lặp lại ba lần, rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời. Phi-e-rơ đương nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cọt-nây sai đi đã hỏi thăm được nhà Si-môn và tới đứng tận cửa. Họ kêu và hỏi đây có phải là nơi Si-môn tức Phi-e-rơ ở chăng? Phi-e-rơ còn đương ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: kìa, có ba người đương tìm ngươi. Vậy hãy đứng dậy xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi, vì ta đã sai họ đó. Phi-e-rơ bèn xuống cùng họ mà nói rằng: ta đây là người các ngươi đương tìm, các ngươi đến đây có việc gì? Họ trả lời rằng: đội trưởng Cọt-nây là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời. Cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người. Người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lệnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông. Phi-e-rơ bèn mời họ vào nhà và cho trọ lại đó. Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ. Có một vài người trong hàng anh em từ Giô-bê cùng đi với. Bữa sau đến thành Cesare. Cọt-nây với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào thì Cọt-nây ra rước, phục xuống dưới chân người mà lại. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy nói rằng: ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi. Phi-e-rơ đương nói chuyện với Cọt-nây, bước vào thấy có nhiều người nhóm lại. Người nói cùng chúng rằng: người Giu-đa vốn không được phép giao thông với người ngoại quốc hay là tới nhà họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta biết chẳng nên coi một người nào là ô uế hay chẳng sạch. Nên khi các ngươi đã sai tìm thì ta chẳng ngại gì mà đến đây. Vậy ta hỏi vì việc chi mà các ngươi mời ta đến? Cọt-nây trả lời rằng: đã 4 ngày nay, nhằm giờ thứ 9, tôi đứng ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng lòa hiện ra trước mặt tôi mà phán rằng: hỡi Cọt-nây, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm, Đức Chúa Trời đã ghi nhớ việc bố thí của ngươi. Vậy ngươi hãy sai đến thành Giô-bê, mời Si-môn là Phi-e-rơ đến đây, người đương ở tại nhà Si-môn thợ thuộc gia gần biển. Tức thì tôi sai tìm ông, mà ông đến đây là rất phải. Vậy bây giờ thay thải chúng tôi đang ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã dặn ông nói cho chúng tôi. Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi rao giảng tin lành về sự bình an bởi Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê. Kế sau dân đã giảng ra phép báp-têm thì các ngươi biết rồi. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Jerusalem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra, chẳng hiện ra với cả dân chúng,
nhưng với những kẻ làm chứng mà Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài sau khi Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Lại, Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng và chứng quyết chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng, hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài. Khi Phi-e-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng, người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. Thi Thiên 138. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lại hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh Chúa. Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, dục lòng tôi mạnh mẽ. Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài. Phải, họ sẽ hát sướng về đường lối Đức Giê-hô-va vì vinh hiển Đức Giê-hô-va là lớn thay. Dầu Đức Giê-hô-va cao cả thì cũng đói đến những người hèn hạ. Còn kẻ kiêu ngạo, Ngài nhận biết từ xa. Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống. Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi. Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.